Kính thưa toàn thể đồng bào quý mến, Hội đồng Quân y Việt Nam và nhân loại, và tất cả chúng ta cần có thêm 365 ngày để cầu nguyện xin Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong giúp chúng ta giải tán thế giới cộng sản, và nhất là giải tán cộng sản ở tại đất nước Việt Nam chúng ta trước tiên. Kính thưa đồng bào thân mến, chúng ta cần tập hợp tuần hành thay phiên nhau 24/24 tại đường Bô Gia, bắt đầu tại ngã tư Bô Gia và Magnolia, và chúng ta đi xuống đường Bô Gia tới đường Moran, rồi đi ngược trở về đường Magnolia. Và mỗi lần đi ngang qua thánh tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo, chúng ta dừng lại để hiệp lực cầu nguyện. Bởi vì Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã hiện ra nhiều lần cho chúng tôi biết là chúng ta cần tập hợp tại Bô Gia để chuyển điển về Việt Nam, cũng như ở khắp nơi từ từ sẽ được biết về việc làm vĩ đại của chúng ta là giải tán thế giới cộng sản nhờ quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong phù trợ bảo vệ và giúp chúng ta giải tán thế giới cộng sản.